Netizen Trung Quốc nói gì khi công đoàn công ty đấu tranh cho quyền lợi của lao động Việt Nam? Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Dù có bị sa thải vẫn phải lên tiếng, công nhân Việt Nam có thể nâng đỡ bầu trời". Cùng netizen Đông Lào, hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Không đúng, không nên để HR đứng ra hét lên, anh không làm thì sẽ có nhiều người làm, đúng vậy. Thật dễ dàng nhận thấy sức mạnh từ giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Họ thường làm việc 26 ngày trong tháng và chỉ làm thêm vào ngày chủ nhật, với mức lương cơ bản khoảng 1.000 tệ. Bạn cần suy nghĩ nhiều hơn, lương họ đã được nâng lên từ lâu rồi, lương gần bằng ở ven biển Quảng Đông. Ở làng tôi có người mở xưởng làm đồ trang sức ở đó. Bạn có đầu óc đấy chứ? Càng khoe khoang thì bạn càng tin vào những gì mình nói sao? Việc chuyển đến Việt Nam để làm gì nếu anh ấy trả mức lương cao như vậy? Không phải lý do chính chỉ là để giảm chi phí tiền lương sao? Tôi hy vọng họ đòi tăng lương, tốt nhất là gấp 3 lần. Ủng hộ công đoàn Việt Nam, làm việc ngày 6 tiếng, nghỉ 2 ngày một tuần, 20 ngày nghỉ phép hàng năm và lương mỗi giờ không dưới 5 USD. Bởi vì có rất ít công ty hợp pháp, đặc biệt là các công ty Trung Quốc, tôi chưa từng thấy công ty nào hợp pháp. Điều này không tốt cho người lao động, làm xấu bộ mặt của nhà máy. Nếu là bạn đi thì sao? Lương sẽ 1.500 đến 2.000 một tháng. Ngoài giờ tôi được 3.100, còn 1.500 là lương cơ bản phải không? Ở các nhà máy lớn ở Việt Nam, lương công nhân bình thường từ 1.500 đến 2.000. Ở những nơi nhỏ ở Việt Nam, lương 700 trên tháng. Chỉ những người biết tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn mới có mức lương cao. Họ mới có thể xử lý được mọi việc trong văn phòng. Nhưng họ rất ít. Không đủ tiền họ sẽ đòi tăng lương, nhìn kìa. Không phải là tăng sao? Hồi xưa lương mình chỉ mấy trăm tệ. Lương hiện tại ở Việt Nam tương đương với mình ở đây mấy năm trước, hồi đó lương cũng như thế này. Nhiều ông chủ Phúc Kiến mở doanh nghiệp ở đó. Đừng lo lắng, 100 năm nữa sẽ không có sự đoàn kết như vậy ở chỗ chúng ta. Sẽ có điều đó, dựa theo tỷ lệ sinh hiện tại, sau này sẽ không có ai bảo bạn không làm thì sẽ có rất nhiều người làm nữa. Dân số ít, nhu cầu ít. Vấn đề chính là văn hóa. Dù chỉ còn lại 3 người thì vẫn sẽ có 2 người làm. Ông chủ không trả lương bạn hay sao? Ông chủ ép bạn vào nhà máy à? Trước khi có nhà máy, hãy xem Việt Nam ra sao và mỗi tháng người dân kiếm được bao nhiêu tiền. Nhà máy không có quy củ sao? Nếu đến muộn 1 phút mà không trừ tiền thì sẽ bị trễ 10 phút và trễ 1 giờ. Có vấn đề gì với việc mọi người tuân theo các quy tắc? Trước khi có công đoàn, công nhân trong các nhà máy mệt mỏi như trâu bò. Bọn tư bản độc chiếm nguồn lực xã hội để kiếm tiền, bạn sẽ không thông cảm cho họ phải không? Chắc chắn rằng tình trạng lộn xộn này có thể giải quyết được, và việc điều trị có thể tiếp tục. Công nhân và nhà tư bản luôn đối kháng nhau, không hiểu tại sao luôn có một số kẻ ngốc đứng ra bênh vực nhà tư bản. Đúng vậy, để cho các nhà máy không kiếm được tiền và tất cả đều phá sản, sau đó mọi người có thể ra ngoài làm việc. Người lao động bình thường không có khả năng kiếm tiền thì có liên quan gì? Không phải chỉ vì cần thanh toán hoặc lấy thẻ sao? Các loại phòng ban đều phải thu phí bảo vệ, ngay cả công ty cũng không chịu nổi. Sẽ không còn gì ở đây trong 500 năm nữa. Bạn có biết Ngày Quốc tế Lao động tháng 5 diễn ra như thế nào không? Các công đoàn Pháp đã đấu tranh vì nó. Nhà nước phải xác định mọi thứ. Công ty chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một nhà máy ở Việt Nam và mức lương gấp đôi đã thu hút chúng tôi đến đó. Nhân đôi tiền Việt Nam sao? Mọi người làm việc ở Quảng Đông đều biết rằng lương của người Nhật tốt hơn, lương của người Nhật có mức trợ cấp thất nghiệp cao. Tôi làm việc cho công ty Nhật Bản, chế độ trợ cấp thôi việc không tốt như bạn nghĩ. Nhưng nó vẫn tốt hơn các công ty Trung Quốc, vốn không có khoản bồi thường nào cả. Sắp tới tôi sẽ sang Việt Nam làm việc. Năm 2014, tôi đăng bài rằng 10 năm nữa sẽ có một lượng lớn người Trung Quốc sang Việt Nam làm việc. Trên thực tế, đã có 500.000 người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam. Hiện tại họ đều là công nhân điều độ, là trưởng ca và nhân viên kỹ thuật. Trong tương lai sẽ có một lượng lớn người Trung Quốc sang Việt Nam làm công nhân phổ thông. Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các nước miền Nam khác có lợi thế. Bạn có nghĩ rằng nhà máy của họ muốn đàn ông? Bạn có muốn ai đó trên 30 tuổi không? Hơn 90% chúng tôi ở đây là các chú ở độ tuổi từ 30 đến 40. Họ thường làm việc 26 ngày trong tháng và chỉ làm thêm vào ngày chủ nhật, với mức lương cơ bản khoảng 1.000 mà thôi. Lại bắt đầu khoe khoang, năm ngoái Việt Nam cấp tổng cộng 100.000 giấy phép lao động, nghĩa là trên thế giới chỉ có 100.000 người làm việc tại Việt Nam,
người Trung Quốc không biết có 50.000 không, bạn chỉ phóng đại gấp 10 lần thôi. Đi muộn không bị trừ tiền, không nên trả lương theo hợp đồng, không có quy tắc là một điều tốt. Trước đây, người lao động nước ngoài ở Bỉ sẽ không bị trừ lương nếu đi trễ 15 phút, và bị trừ 1 giờ lương nếu đi muộn 20 phút. Họ sẽ chấp nhận cuộc gọi xin nghỉ phép. Năng lực sản xuất không giảm, sản lượng vẫn như cũ, sao không thể trễ giờ? Rất đơn giản, với tư cách là ông chủ của chính mình, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn có biết quy củ là gì không? Bạn có thể chọn không muộn quá 1 phút. Mọi thứ có thể được thực hiện theo hợp đồng. Về việc có thêm tiền hay không, đó là vấn đề giữa bạn và ông chủ của bạn. Thôi, bạn không thể dựa vào người khác để cho bạn bất cứ điều gì. Chỉ khi bạn làm việc chăm chỉ, bạn mới có thể thành công. Nhiều sự lựa chọn hơn. Xã hội nào cũng bị phân chia bởi kẻ yếu và kẻ mạnh. Không có sự công bằng tuyệt đối. Bạn lại bắt đầu nói những điều vô nghĩa, nói rằng không có sự công bằng tuyệt đối. Bạn đang tự lừa dối mình bằng điều vô nghĩa này. Vì mọi xã hội đều bị thống trị bởi kẻ yếu và kẻ mạnh, tại sao lại có quá nhiều người cố gắng trốn sang Hoa Kỳ một cách tuyệt vọng? Vì mọi thứ ở đâu cũng giống nhau, tại sao họ lại mạo hiểm đến Mỹ và Tây Âu như vậy? Chỉ cần ở lại nơi bạn đang có. Nếu tôi nói cuộc sống của người dân thường ngày xưa không tốt như tưởng tượng, có thể bạn không muốn tin, nhưng đó là sự thật, có một số việc thực sự không tốt như tưởng tượng. Công đoàn ở Việt Nam hùng mạnh thật, cấp dưới người Việt của chồng tôi là ông chủ công đoàn người Việt ở công ty. Chồng tôi nói người ta thường cho anh nhiều thứ, anh ấy không thể trả lại được nên đã chia sẻ nó trong văn phòng. Công đoàn lao động Trung Quốc tham gia thi đấu bóng chuyền hơi nước. Ở đâu thuận lợi thì có thể xuất hiện các xưởng bóc lột sức lao động, gây ô nhiễm cao, lương thấp và phải làm thêm giờ. Nếu không có những nhà máy này thì người Việt Nam ăn gì? Sự phát triển của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào các công ty nước ngoài này, họ lại còn không biết ơn. Ở đâu thuận lợi thì có thể xuất hiện các xưởng bóc lột sức lao động, gây ô nhiễm cao, lương thấp và phải làm thêm giờ. Nếu không có những nhà máy này thì người Việt Nam ăn gì? Sự phát triển của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào các công ty nước ngoài này, họ lại còn không biết ơn. Chính xác! Nếu không có thuế quan và chi phí lao động thấp, thì bao nhiêu nhà máy sẽ vào Việt Nam? Bởi vì họ không làm thêm giờ nên cho dù nhà máy có gấp rút thì về cơ bản họ cũng không thể ra ngoài. Các sản phẩm điện tử sản xuất tại Việt Nam thực sự chán. Tôi đã mua các thương hiệu quốc tế và hàng sản xuất tại Việt Nam là chán nhất, chán hơn nhiều so với Indonesia. Chi phí lao động ở Việt Nam ngày càng đắt hơn qua từng năm, nhưng chính sách của họ rất tốt và xuất khẩu thuận tiện. Bước tiếp theo là Ấn Độ. Không có cách nào thoát khỏi xu hướng. Tất cả đều sẽ hoàn chỉnh, khi một sản phẩm đi thì những thứ khác phải theo kịp, nếu không chúng tôi không lấy được phụ kiện và không giao hàng được. Hàng xóm của tôi là xưởng khuôn mẫu cũng đã mở nhà máy chi nhánh tại Việt Nam. Vì nhiều công ty cao cấp đã chuyển về Việt Nam, họ làm hàng Âu Mỹ, thuế sản xuất trong nước và nhập khẩu sang Âu Mỹ quá cao. Đúng vậy, chúng tôi là công ty hỗ trợ và có rất nhiều thứ cần thiết phải nhập khẩu. Việc nhập khẩu trong nước vừa rắc rối vừa tốn thời gian. Foxconn Thâm Quyến cho phép mọi nhân viên đến muộn và về sớm 15 phút mỗi tháng. Sẽ không bị trừ phí nếu bạn đến trễ trong vòng 15 phút. Chỉ được 3 lần một tháng. Mức lương không phụ thuộc vào mức lương của bạn ở đây, mà phụ thuộc vào mức độ tiêu dùng của địa phương. Bạn không thể đặt mình tầm nhìn của riêng mình vào hệ thống của người khác. Mức tiêu thụ cao hơn ở Trung Quốc và tiền thuê nhà thậm chí còn cao hơn ở đồng bằng sông Châu Giang. Nếu hôm nay bạn không làm việc chăm chỉ, thì bạn sẽ phải cố gắng tìm việc làm vào ngày mai. Đây là một bước tiến mang tính thời đại và tương lai của Việt Nam sẽ tươi sáng. Người dân Việt Nam vẫn đoàn kết hướng về thủ đô. Làm tốt lắm, công đoàn Việt Nam đã thực sự lên tiếng cho người lao động. Niềm tin của người lao động đến từ luật pháp công bằng. Điều này phải được khen ngợi. Tôi đã quá mệt mỏi ở đây rồi. Sắp tới tôi sẽ sang Việt Nam làm việc. Làm thêm giờ một giờ không nhất thiết được tính là làm thêm giờ, nhưng đến muộn một phút chắc chắn bị coi là muộn. Bạn có đi sang không? Mọi cuộc di cư công nghiệp đều nhằm mục đích lao động giá rẻ. Bạn có thực sự nghĩ rằng các nhà tư bản là những nhà từ thiện không? Ngoài ra còn có yếu tố chính trị nữa. Chính trị là một khía cạnh, nhưng mục tiêu cuối cùng của vốn là theo đuổi lợi nhuận. Làm thế nào để họ đạt được năng lực sản xuất bằng cách đi làm đúng giờ, và không phải làm thêm giờ? Ở đó, chúng tôi tính toán năng lực sản xuất dựa trên 8 giờ, và hiệu quả thực tế của công nhân. Ở đây, chúng tôi tính toán năng lực sản xuất dựa trên số giờ làm thêm, và hiệu quả cuối cùng của con người. Năng lực sản xuất hàng ngày được tính dựa trên số lượng đặt hàng và thời gian giao hàng, phải không? Chúng ta không nói về cùng một khía cạnh. Chúng ta đang nói về năng lực sản xuất bình quân đầu người, cùng một lượng sản phẩm có thể được hoàn thành ở Việt Nam với nhiều người hơn, mà không cần làm thêm giờ,
trong khi ở Trung Quốc có thể hoàn thành với ít người và làm thêm nhiều giờ hơn. Theo luật lao động Việt Nam, giờ làm việc bình thường của người lao động Việt Nam là 8 giờ một ngày, 6 ngày một tuần và 48 giờ một tuần. Tức là trong điều kiện bình thường, nhân viên làm việc 6 ngày một tuần. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định mỗi người lao động phải có ít nhất một ngày nghỉ mỗi tuần, 24 giờ liên tục. Nếu không thể có ngày nghỉ hàng tuần, thì người sử dụng lao động phải đảm bảo mỗi người lao động được nghỉ 4 ngày mỗi tháng. Xin lưu ý rằng thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, và điều kiện thực tế có thể thay đổi tùy theo hợp đồng làm việc cụ thể, và quy định của ngành. Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt hơn. Trên Internet không tôn thờ sự tự do của Mỹ sao? Sao họ dám làm trái công ty, mình không muốn làm thì người khác sẽ làm? Nếu bạn đến muộn một phút, không phải là bạn đã muộn sao? Tiền lương của các nhà máy khác nhau sẽ khác nhau. Làm tốt lắm Việt Nam. Những gì chúng tôi làm ở Trung Quốc sẽ không có tác dụng ở đó. Việt Nam là một nước phát triển. Đừng thiếu hiểu biết, nên kiểm tra lại các công ty Hàn Quốc. Tôi nghe nói ở Việt Nam có nhiều ô tô riêng hơn ở Trung Quốc, điều này có đúng không? Bạn đang nói về xe máy sao? Trung Quốc và Mỹ có quy mô ngang nhau nên thực sự không thể so sánh với Việt Nam. Bạn nói xe máy, đúng đấy. Có 360 triệu ô tô tư nhân ở Trung Quốc, 5 triệu ở Việt Nam. Việt Nam có dân số 100 triệu, kém nhiều về quy mô. Việt Nam chỉ có dân số đông, thị trường tiêu dùng rộng, không có khoáng sản đất hiếm làm nguyên liệu, không phải nhân lực rẻ. Họ vẫn còn các mỏ đất hiếm, khá nhiều nhưng công nghệ luyện đất hiếm chưa tốt. Công nghệ luyện đất hiếm chủ yếu được kiểm soát ở Trung Quốc và các nước khác. Nếu bạn nghe những điều vô nghĩa của công chúng trên Internet, trong mắt họ, các nước khác cũng được miễn không phải là Trung Quốc. Chúng tôi cũng đoàn kết nhưng vừa lấy được tiền đã bán đứng nhau. Hãy nhìn Foxconn ở Quảng Châu. Sau khi chúng tôi giải tán, mọi người quay trở lại vị trí làm tương ứng của mình. Bọn họ đều là người thông minh, không ngờ nếu có kẻ ngốc mà ra mặt, lần sau cũng sẽ không có người ra mặt. Tôi mới nghỉ việc ở công ty cũ cách đây một tuần, là công ty niêm yết nên không có thưởng cuối năm. Nhân viên làm 5 năm có mức lương cơ bản như nhân viên mới. Hóa ra ông chủ của chúng tôi không trả tiền thưởng cuối năm để không xúc phạm nhân tài. Bộ mặt của bọn tư bản là kiếm tiền mà không mất tiền, mắc nợ thì công nhân bị sa thải, cắt lương. Thảo nào hiện nay có nhiều đèn đường hơn trước. Họ là những doanh nhân quốc gia và họ có người bảo vệ họ. Chính tôi, chủ nhà máy, đã thưởng cuối năm một tháng lương. Nhìn cho rõ, cái này là do Liên đoàn Lao động ban hành chứ không phải nhà máy. Nếu tôi là công đoàn, tôi sẽ tặng mỗi người một chiếc ô tô. Cách đây mấy năm, tôi còn nhớ có nhà máy phát phong bì đỏ một nhân dân tệ nhân dịp đầu năm mới. Bạn còn nhớ không? Nhà máy của Jinbao Electronic tại Trung Quốc, thuộc sở hữu của Đài Loan ở thị trấn Trường An, Đông Hoản cũng tặng mỗi người một miếng sô-cô-la số lượng lớn kiểu loại trong siêu thị. Đừng thiếu hiểu biết như vậy. Người Trung Quốc cũng nghĩ như bạn nên đều bị chèn ép. Không cần phải ép bạn bây giờ. Đã nghỉ việc rồi thì bạn có thể về quê làm ruộng. Đây là cách chúng ta đối xử với những kẻ tư bản có lòng dạ đen tối. Chỉ có làm việc cùng nhau mới có thể giành được phúc lợi cho chính mình. Netizen Trung Quốc ghen tị với bữa ăn bình thường của công nhân Việt Nam, chán đồ ăn trong nước. Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề: các bạn đón xem bữa ăn nhân viên căng tin công ty sản xuất tại Việt Nam ngon quá. Tôi đã ăn hai phần như vậy. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng tò mò và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Việt Nam thì có công đoàn, chỉ cần có người khiếu nại, công đoàn sẽ lập tức đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho mình. Không những các nước khác có công đoàn đấu tranh cho quyền lợi của người lao động mà bản thân họ cũng rất đoàn kết. Công đoàn Trung Quốc cũng chỉ phản hồi khi người dân khiếu nại và giải quyết ngay những vấn đề mà người nêu ra. Bởi vì không có quyền riêng tư, công dân không thể đấu tranh cho quyền và lợi ích của mình, vậy bạn hãy đấu tranh vì lợi ích của mình ngay lập tức. Vậy thì tại sao lương ở Việt Nam lại thấp đến vậy các bạn nhỉ? Bạn nghĩ thấp ư? Tiền lương theo giờ của họ đã tăng lên đều đặn lắm đó. So với Trung Quốc lương cũng ít hơn nhiều, làm sao công đoàn có thể cho phép các cơ sở bóc lột sức lao động vào làm được? Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam có nghiêm trọng lắm không các bạn? Không có cách nào các bạn à, hầu hết người dân Trung Quốc đều không đoàn kết và mỗi người đều có mục đích riêng của mình, vậy công đoàn sẽ đến từ đâu nếu không có sự đoàn kết?
một chai nước uống của họ đánh bại 80% nhà máy trong nước ta, 99,99 bạn à. Các nhà máy điện tử cũng cung cấp đồ uống nhưng có thể bạn mới chỉ đến những xưởng, nhà máy nhỏ. Tôi đã đến một số nhà máy điện tử và chưa bao giờ uống một ly nước nào. Tôi chưa từng vào nhà máy nào vốn trong nước đối xử tốt với công nhân như vậy. Tôi đã làm việc bán thời gian hơn 10 năm, đến nhiều nhà máy lớn nhỏ, chưa từng thấy ai phục vụ đồ uống. Nhà máy điện tử Trung Quốc có cung cấp đồ uống trong mỗi bữa ăn không? Nó gần giống như việc tự mua nó thì đúng hơn. Tôi dùng bữa cho nhân viên tại một công ty niêm yết, củ cải khô, trứng vịt muối và rau xanh có giá 7 tệ. Không có đồ ăn sẵn, tôi đánh giá không tốt, công bằng mà nói, hầu hết mọi người không quen ăn các món ăn địa phương, chúng vô vị và sẽ trở nên quá nóng nếu nấu quá chín. Có búp buffet 20 tệ như chỗ tôi không? Có ít nhất 268 món, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn và chúng ta phải trả tiền ăn tại nơi làm việc. Tôi không biết Việt Nam tốt hơn bao nhiêu so với khi chúng tôi làm việc ở Quảng Đông. Tại sao bạn lại đến Việt Nam để làm việc vậy? Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng ra nước ngoài, tại sao không đến châu Âu và Hoa Kỳ? Công đoàn Việt Nam thực sự đứng về phía người lao động, bạn chưa bao giờ ăn hai bữa cơm chay khi đi làm chưa? Tôi chỉ biết rằng ở Việt Nam, công đoàn nói thay người lao động, vậy bạn hãy đi nhanh đi, Việt Nam rất gần chúng ta. Sao các bạn không nhanh sang đó đi, châu Âu và Mỹ không đủ khả năng thì Việt Nam cũng được đó. Ôi tôi đã khóc quá nhiều, lúc đó tôi mới ra Việt Nam làm việc, gần đó có các trường cao đẳng và đại học nên bạn có thể vào đó ăn uống, rẻ và phong phú lắm các bạn ạ. Nó trông không giống một món ăn được làm sẵn, có những điều tốt với các món ăn được chuẩn bị sẵn và có những điều không tốt khi nấu chúng tại chỗ. Dù không thể ngon và hấp dẫn bằng nhà hàng nhưng cũng gần như đồ ăn tự nấu. Tôi nhớ hồi làm công ty Đức, lương cao, đãi ngộ tốt, đồ ăn cũng như thế này, nhớ quá. Nếu nó tốt như vậy tại sao bạn lại bỏ đi? Lúc đó tôi về quê thi biên tập nhưng thi không đậu, 20 năm nhà máy chuyển đi, ai cũng được bồi thường, người đi cùng tôi được bồi thường hơn 200.000 nhân dân tệ. Ở Việt Nam bạn làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày, có chủ nhật không các bạn, tuần làm 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng, lương tháng 3.000 tệ bạn à? Tôi gần như tin vào điều đó, tại sao nhà máy tôi đi làm từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối chỉ có hơn 3.000 tệ trong khi làm 6 ngày một tuần? Tôi là một đầu bếp, và lý do cơ bản khiến tôi để người dân địa phương nấu món ăn Trung Quốc là để tiết kiệm tiền. Từ năm 2000 đến năm 2010, đó là thời điểm máy tính cá nhân phổ biến nhất, kinh doanh tốt, đồ ăn ngon, về sau càng ngày càng tệ, đến lượt các nhà sản xuất điện thoại di động trở nên phổ biến. Việt Nam có công đoàn, chúng ta cũng có công đoàn lao động, 20 tệ có thể nấu 268 món ăn, đừng ghen tị với họ. Đồ ăn Việt Nam không có nước, không có dầu các bạn à, món ăn Việt Nam cơ bản không dùng dầu, vậy dầu lấy từ đâu hả bạn? Những tài khoản cá nhân này quá chậm để có được thông tin trong nước, thông tin này có thể không được cập nhật trong nhiều thập kỷ. Xin mọi người hãy tử tế với đồng bào của mình, đây đều là những người dân Trung Quốc công ty bị ép ra đi mà thôi. Bữa ăn của Việt Nam tốt hơn nhiều so với hầu hết các nhà máy trong nước, người khác thì có công đoàn, chỉ cần có người khiếu nại, công đoàn sẽ lập tức đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho mình. Họ có làm việc trong 12 giờ không các bạn? Người ta không lạc hậu như bạn đâu mà lo. Điều này có vẻ như đã đánh bại bữa ăn tại nơi làm việc của hơn 90% đơn vị trên toàn Trung Quốc. Đây có phải là món ăn được làm sẵn không các bạn? Chắc chắn là không rồi bạn, món ăn làm sẵn còn đắt hơn thế này kia nữa. Đồ ăn trong nước lúc đầu thì tốt, nhưng dần dần thì tệ hơn. Món ăn đã chuẩn bị trước của chúng ta hiện đang ở đâu? Nó trông ngon hơn nhiều so với bữa trưa mang đi mà tôi gọi cho 25 người làm. Bạn không biết nếu bạn chưa ăn thử, bạn sẽ không bao giờ quên nó sau khi ăn nó. Công đoàn Việt Nam lớn mạnh quá, quản lý đầy đủ căng tin, phúc lợi, lương, ngành nghề cầu người lao động. Còn những người ở Việt Nam không có công đoàn che chở thì sao? Đối với bữa ăn tại nơi làm việc, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích và ăn nhiều nhất có thể. Bữa ăn khi làm việc cũng là một phần của tiền công lao động,
nó chỉ khác trong hệ thống của từng công ty mà thôi. Mọi người hãy tử tế với đồng loại của bạn, Công đoàn Việt Nam thực sự nói lên tiếng nói của người lao động. Những món ăn này có thể đánh bại 99% căng tin ở Trung Quốc làm bối rối quá các bạn. Tôi làm 8 giờ một ngày, không quá 46 giờ một tuần, nếu nhiều hơn sẽ được coi là làm thêm giờ, tôi thậm chí còn không biết Việt Nam có chế độ làm việc 6 ngày nên tôi chỉ nói vậy thôi. Không phải ai cũng thích món ăn Trung Hoa, sản vật địa phương phong phú nên món ăn này rất phù hợp với người Việt, đồ ăn Việt nhẹ nhàng hơn, phần lớn đồ ăn Trung Quốc thực sự quá béo. Hãy gọi một cách tào nhã là nước canh không dầu là nhẹ, bước tiếp theo là bắt đầu một chế độ chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng và lành mạnh. Ngay cả khi một công ty mở nhà máy ở Trung Quốc, công ty đó cũng sẽ không phục vụ bánh mì kẹp thịt và bít tết như bữa ăn cho nhân viên, ở đâu nhân viên cũng ăn những món giống nhau. Không thể mất tiền khi ký hợp đồng với căng tin, đó chỉ là vấn đề kiếm nhiều hơn và kiếm ít hơn, cho nên ăn ngon hay không còn phụ thuộc vào việc họ có lương tâm hay không. Ở Trung Quốc, chúng ta nên làm theo lương tâm, trong khi ở nước ngoài, chúng ta nên làm theo luật pháp và các quy định. Bạn ơi, bạn có việc làm bên Trung Quốc và muốn sang Việt Nam không? Tôi sẽ đưa bạn nếu muốn. Chắc hẳn các bạn chưa bao giờ ăn cơm khô trộn nước tương nhỉ? Tôi đã ăn 2 tháng, một món thịt và một món chay, nhưng trên mỗi bàn đều có một chai nước tương và nước mắm.